Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ cây cho anh em mình tham khảo ha. Anh em nhìn thấy nó bề thế không anh em? Rất là bề thế anh em ha. Và cũng như tiêu đề em miêu tả ha, dành cho anh em mình đây cái tiếng sáo anh em ơi. Ok anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ này nó như thế nào anh em ha. Trước tiên cũng như mọi khi em sẽ báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Howard Miller anh em ha. Đến từ nhà Howard Miller. Howard Miller là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ anh em. Nổi tiếng, rất nổi tiếng. Và trong một là một trong những hãng hiếm hoi tới ngày hôm nay vẫn còn sản xuất anh em ha. Tới ngày hôm nay thì hãng Howard Miller vẫn còn sản xuất nha anh em. Vẫn cho ra đời những chiếc đồng hồ brand new nha. Con này cấu hình của nó là 9 ống 6 anh em ha, 9 ống 9 ống 6 chơi 3 bản nhạc Westminster, Stan Michael và Washington anh em ha. 9 ống chơi 3 bản nhạc. Ok anh em, đây là cái mã ha, mỗi con nó đều có một cái mã, anh em mình chỉ cần đọc cái mã là em biết con gì rồi. Cái mã con này nó là con TC0399 nha anh em. TC0399 đến từ nhà Howard Miller, có cái mã model là 610172 anh em ha, 610172, đường kính mặt số là 27 cm, với kích thước chiều cao tổng thể là 2m22 anh em ha, chiều ngang là 65 và chiều sâu là 42. Giá thì anh em mình liên hệ trực tiếp với em ha, qua số điện thoại em để trên màn hình hoặc nhắn tin em sẽ trả lời nha anh em. Và anh em biết không, giá hiện tại cực kỳ tốt nha anh em. Giá hiện tại cho anh em mình chơi là cực kỳ tốt. Cho anh em mình sở hữu những con chín ống anh em ha. Chín ống thường anh em, cái mấy con mà chín ống cổ hoặc là những con HRE thì nó rất là đắt anh em ha. Cho nên là anh em mình tiếp cận chơi những cái con chín ống 6 á, thì những cái dòng, những cái phân khúc này anh em, nó vừa tầm tiền với anh em ha, vừa tầm tiền. Cho nên là anh em mình rất là dễ dàng để mà sở hữu được em nó nha. Ok anh em sẽ quay cái chi tiết về thân vỏ trước nha. Anh em thấy con này anh em, nó cái body này á, nó sẽ có hai cấu hình ha, cũng là sử dụng chung một cái body như thế này. Cấu hình nó có cấu hình 5 ống và cấu hình 9 ống ha. 5 ống thì nó chơi một bản Westminster thôi, còn 9 ống thì nó chơi 3 bản nha anh em. Cùng chung một body nhưng khác cấu hình nha. Đó. Anh em thấy đây là cái phần chỉ ở bên trái này nè. Chơi với em thì anh em có thể thấy là em không bao giờ bán hàng qua một hai tấm hình ha, tất cả phải đều làm video clip rõ ràng cho anh em mình hết. Có sao thì anh em sẽ trình bày như vậy. Người mua cũng vui mà người bán cũng vui, không có gì mập mờ hết anh em ha. Ở trên là nó ốp nu anh em ha, mà tất cả đều là nu hết nha anh em. Anh em thấy vân không, mà ở vân nu, ở anh em nào thích vân nu mà vân sáng á, đây nè thấy không. Con này thì nó thiết kế rất là đơn giản anh em, rất là đơn giản. Hình khối, hình vuông và hình khối ha. Cực kỳ đơn giản cho anh em mình chơi, cái hệ đơn giản. Về cái mẫu của nó nha anh em. Đây anh em thấy vân thôi. Vân lù anh em ha, vân lù. Vân lù. Rồi, đây là cái mẫu ở cái phần chỉ ở bên phải nha anh em. Phần chỉ bên phải. Anh em coi cái vỏ nó. Con này rất là nặng nha anh em, rất là chắc chắn nha. Anh em thấy cái mắt gỗ của nó mà. Mắt gỗ. Toàn bộ đều là gỗ thịt hết anh em ha. Anh em thấy phần đã không anh em. Đây là cái phần chỉ ở bên phải nha anh em. Những xuất sắc anh em ha. Quá trình vận chuyển anh em ha. Con này nó lanh hoanh sản xuất ở thập niên 70 anh em ha. Thập niên 70. Thì tới ngày hôm nay thì nó cũng đã 40 mấy, 50 tuổi rồi anh em ha. Anh em thấy rồi, thiết kế nè. Ốc nung, nung không anh em ha. Ngay cái trụ anh em thấy. Nung, nung. Và nó ốp luôn cả đằng sau anh em. Nung luôn. Nung hết anh em ha. Rồi, đây là cái cửa sổ anh em ha. Cửa sổ lưới kim loại nha anh em. Cái này là kim loại nha. Nhìn nó rất là chắc chắn nha. Cửa sổ lưới. Rồi. Đương nhiên phải là kiến mài hết anh em ha, kiến mài các cạnh. Đây. Kiến mài hết. Anh em thấy mà, đây là cái phần ở bên phải anh em ha.
Rồi em qua tới phần bên trái nè anh em, anh em hồi nu rồi, em thấy mắt mắt gỗ nu thiệt nha, chứ không phải cầm cục bông gòn dễ dễ nha anh em, nu thiệt anh em, nu. Rồi đây là phần hông ở bên trái anh em ha, đây cũng là nu anh em, nu nu nu. Cửa sổ lưới anh em ha, vân gỗ, nhìn con này nó sáng sủa đẹp lắm anh em. Rồi anh em coi tới cái phần đẹp của nó nữa là đây, đây là ổ khóa anh em ha, ổ khóa. Kiến trước cũng là mài mắt cạnh anh em ha, kiến trước cũng là mài mắt cạnh. Đây phần gỗ này này, phần cửa của nó nè, phần cửa của nó nè. Đây, rồi đây là cái phần đế của nó đây nè, anh em thấy nguyên miếng nu luôn rồi. Ghép đối xứng anh em ha, ghép đối xứng, ghép đối xứng. Rồi đây là phần đế này nè, phần đế của nó nè. Rồi đây là phần phải, phần đế bên phải nè em ha. Ở đây nó cũng có một ốp một miếng nu luôn rồi nè, ngay chỗ phần đế ha, đó nó toàn là hình vuông hình chữ nhật được không. Đây là phần chỉ, ở dưới là bốn cái trụ tăng đơ anh em ha, bốn trụ tăng đơ. Anh em nhìn thấy nó nồi đồng cối đá không à, con này nặng lắm nha anh em, gỗ thân nó nặng lắm, nồi đồng cối đá lắm anh em. Đây nu rồi nè, anh em thấy rõ không à, cận cảnh không à. Đây anh em thấy phần gỗ đó rất chắc chắn anh em ha, nhìn rất chắc chắn. Rồi đây là cái phần hậu anh em ha. Đó, anh em mình mở ra thì anh em mình sẽ chút xíu nữa em sẽ mở ra cho anh em coi cái bộ máy của bài cái dàn ống sáo của nó ha. Ở đây là cái hậu ở phía sau anh em. Ở đây là cái tem của hãng ha. 610172 mẫu đèn. Rất đẹp anh em. Đây. Đây là cái phần hậu ở đằng sau của nó. Quay cận cảnh cho anh em mình chơi ha, đó, sạch sẽ. Rồi anh em mình tiến vào bên trong. Đây tem của nó đây nè, thương hiệu Home Watch Miller anh em ha, Home Watch Miller. Rồi tất cả đều đẹp gỗ anh em ha. Rồi bản lề đây nè, bản lề đây, đây bản lề. Rồi anh em xem cái mặt số của nó, nó xuống màu theo thời gian anh em ha, xuống màu theo thời gian luôn, em để mọc luôn nha anh em, để mọc luôn. Đây thương hiệu Horse Miller, mặt lên chân sau nè, nó xuống theo thời gian anh em ha, 50 năm tuổi rồi nè, xuống theo thời gian nè đây. Đó, anh em thấy mà mất tích thời gian, mất tích thời gian. Đó, chơi ba bản nhạc anh em ha, Stan Michael là Washington và Washington là Silent 4/4, có nghĩa là nó chỉ có điểm giờ thôi, không có điểm nhạc anh em ha. Đó, còn trên đây là tắt luôn. Đó, Silent 4/4 là không không có điểm chuông ha, không có điểm nhạc ha, chỉ điểm giờ thôi. Đó, anh em thấy không ạ? Mặt zin nha, mặt số zin theo thời gian anh em ha. Tất cả linh kiện là đến từ Đức nha. Đây, quay cận cảnh cho anh em mình xem ha. Xuống màu thời gian để nguyên nha nè, nguyên nha. Đây là số. Đây kim đúng rồi nè. Đây. Anh em thấy cặp kim. Kim đúng. Rồi, anh em coi tới phần tạ nè. Đúng tạ 6 nha, tạ dài nha anh em. Đúng tạ dài nha, của tạ 6 nha. Cái này mà lai cặp tạ là cũng mệt lắm nha anh em, là nó không đủ độ độ nặng á, là nó không chạy nha. Riêng cái tạ 6 này nó sẽ nặng hơn cái tạ bình thường nha anh em, và nó sẽ dài hơn bình thường. Đúng zin nha nè. Anh em thấy cái dàn 6 chồng 6 là chơi phi 33 anh em ha, em chơi phi 33 nha. Đây cái lắc này nè, lắc đàn. Lắc đàn này mà. Lắc đàn. Rồi anh em coi cái lắc chạy tia nè. Nước mạ zin nha anh em, nước mạ zin. Anh em thấy nó lem 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 mà. Đó, với tới thời gian anh em ha. Lắc zin nè.
Đó, chạy tiền đó. Em để nguyên bản hết nha, tất cả đều nguyên bản hết đó, này đó, nó xuống theo thời gian em ha, nó xuống xuống cùng với nhau luôn đó. Rồi ok anh em, đây là cái hướng dẫn sử dụng của nó anh em ha, hướng dẫn sử dụng của hãng nè, rất hay đó, đây tay quay nè, sạch sẽ thôi nè, rất sạch sẽ anh em ha, rất sạch sẽ, chơi với em là phải sạch nè. Quan trọng là sạch cái nè, tính gì tính. đây em sẽ mở cái này ra cho anh em mình xem cái bộ sáo của nó nha. Đây, anh em mình đẩy cái lẫy nha. Anh em mình thả cái tay vô rút ra ha. Anh em thấy mà, đây là bộ sáo của nó đây nè. Đó, bộ sáo. Bộ sáo màu vàng anh em ha. Bản thân bên trong nó bằng đồng nha anh em, bằng đồng mạ vàng, nó sẽ có hai chất liệu ha, một là đồng mạ vàng, hai là đồng mạ niken nha anh em. Ở đồng mạ niken là sáo trắng, còn đồng mạ vàng là ống sáo vàng anh em ha, ống sáo vàng chính ống. Chính ống zin nha anh em, chính ống zin nha. Chơi ống sáo này anh em mình nó phải kiểm tra rất là kỹ những cái chi tiết bên trong ha. Quan trọng nhất là cái phần máy móc vận hành và bộ sáo. Rất là hay. Ok anh em, mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Nó chạy một chiếc máy Uros anh em ha, đến từ nhà Uros của Đức. Đó, thì trên mà đồng hồ Mỹ anh em thì thường á, là nó sử dụng những cái ba cái máy là nhiều nhất anh em ha. Đó, chứ còn bản thân hãng Horse Miller là không có sản xuất máy nha anh em. Đó, thì nó sẽ đặt hàng ở ba cái thương hiệu chính của Đức, đó chính là Uros, Kenziger và Hemmler anh em ha. Đó, thì ba cái thương hiệu mà máy đến từ Đức này rất được rồi gọi là tất cả đồng hồ Mỹ đa số là người ta đặt hàng của ba cái thương hiệu này ha. Thứ nhất là Uros, thứ nhì là Kenziger và thứ ba là Hemmler ha. Chứ còn bản thân những cái thương hiệu này á, thì họ chỉ có đóng thùng và họ hoàn thiện thôi đó, chứ họ không có sản xuất máy nha anh em. Đó, anh em đừng thấy mà đóng cái chữ Horse Miller ngay cái vách đó, anh em tưởng đâu là máy của Horse Miller sản xuất, không phải nha. Đó, Horse Miller là không sản xuất, máy này là máy đến từ nhà Uros anh em ha, Uros. Và anh em chơi á thì em cũng chia sẻ rất là thật ha. Trên cái dàn, trên cái con ống sáo anh em, thì cái chi tiết phần máy của nó cực kỳ quan trọng nha anh em. Đó, tại vì anh em nó kéo một cái trục, nó quấn gô lô ngang, cho nên là cái tạ của nó rất nặng nha anh em, rất nặng. Đó, cho nên là chiếc máy mà Uros, mấy cái máy mà chín ống á hoặc năm ống á, mấy dùng là mấy cái máy mà ống sáo á, là nó phải được thường xuyên bảo dưỡng nha nè, bảo dưỡng thường xuyên thì nó mới hoạt động tốt và bền ha. Đó, kéo cái tạ rất là nặng nha. Đó, có nhiều con là kéo khoảng mười mấy 20 kg luôn nha nè. Đó, có nhiều con sáo cổ tạ nó, cục tạ của nó khủng khiếp lắm. Đó, cho nên là cái trục cốt đồ của nó nói chung là phải thường xuyên bảo dưỡng ha. Đó, và chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, nó cần phải được bảo dưỡng trước khi vô luôn, đó là quá trình bắt buộc bên em nha, quá trình bắt buộc bên em. Và chiếc máy là được bảo hành 5 năm toàn quốc nha nè. Bảo hành có nghĩa sao ạ? Bảo hành có nghĩa là hư là sửa, sửa là miễn phí nha nè. Bảo hành là trách nhiệm của người bán đối với người mua nha, chứ không phải là bán xong rồi là đứt đuôi đứt đọt nha nè. Vì cái phần ống sáo này chơi á, cái máy nó quan trọng lắm nha nè, anh em phải có cái phần bảo hành trong đó nha. Một phần bảo hành là cực kỳ quan trọng.
Đó, để cho anh em mình chơi yên tâm nha. Đó, anh em thấy cái con này, anh em thấy cái dàn sáo nó rất là dễ tháo lắp ha. Có nhiều con là nó bích ở đây luôn. Đó, nhiều con là nó bích luôn. Đó, mở cái nắp trên. Đó, rất là nhiều cách mở ha. Đó, còn có nhiều con thì nó bích hết luôn nắp trên nắp dưới, mở cửa sổ lòn hoàng thì cái con, mấy cái con nó rất khó bán sáo. Còn riêng con này rất dễ máng anh em ha, anh em mình chỉ cần thọc ống vô đây thôi, máng theo cái số thứ tự của nó là ok nha anh em. Đó. À, ok anh em, bây giờ đến phần quan trọng nhất. Đó chính là âm chuông nha. Có nhiều anh em là cực kỳ mê âm chuông của ống sáo nha anh em. Cực kỳ mê nha. Rất là mê âm chuông của ống sáo. Rồi, em sẽ test cho anh em nghe nha. À, nó đang ở chỗ standby call nha anh em, standby call. Anh em thấy sao ạ? À? Âm cực phê anh em ha. Đó, quýnh rất hay anh em. Đó, phi bà ba mà quýnh rất hay nha. Và đặc biệt thì cái con này nó quýnh cũng hơi là lớn nha anh em. Đó, cho nên là anh em nào mà sợ âm chuông á thì cũng đừng nên chơi ống sáo à, hoặc là anh em mình tắt chuông ha. Đó, còn những cái dòng ống sáo như thế này anh em thì nó âm nó hơi to nha anh em. Đó, rất là to. Em thì cái chiếc đồng hồ nào nó như thế nào em sẽ trình bày nó như vậy ha, cho anh em mình có nhiều cái cách nhìn. Đó, đúng, có anh nó thì sợ, rất là sợ âm chuông ha, có anh nó thì rất là thích âm chuông to quýnh đùng đùng đó. Con này là quýnh rất là to anh em ha, to đó. Giờ anh em mình nghe Washington to ha. Thôi em quay đây luôn đi đó, cho anh em mình dễ xem nè. Quýnh sáng cầm sườn rất hay anh em ha, nó ngân 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 ngân, đặc trưng của dòng ống sáo ha. Quá phê anh em ha.
Chơi ống sáo là anh em mình chơi âm chuông ha, âm chuông rất hay ha. Có nhiều con ống sáo thì nó cũng không có được bén lắm anh em. Còn riêng con này thì em nhận xét âm nó rất là bén nha anh em, rất là bén. Con này âm quýnh hay, đạt. Ok anh em, với cái chiều cao là 2m22 nó cũng khá to, và cái bộ thân vỏ gỗ của nó cũng khá là chắc chắn và nặng anh em ha, và nhìn nó có một cái dáng gì đó rất là bề thế. Và bề thế nhưng mà nó thiết kế thì nó đơn giản ha. Anh em nào mà thích sự đơn giản đó, và nó một chút gì đó nó cao to ha, đặc biệt là chơi cấu hình dính nóng anh em, rất là đã anh em ha. Ok anh em, và giá thì hiện tại đang rất là mềm anh em ha. Đó, cho nên là anh em mình alo cho em hoặc nhắn tin cho em là anh em mình có thể sở hữu được em nó ha. Đó, so với ngày trước anh em ha. Đó, giá bây giờ là hiện tại rất mềm cho anh em mình chơi được những cái con chính nóng. Thường là những cái dòng ống sáo thì nó khá đắt nha, khá đắt tiền. Đó. Cảm ơn. Nếu thấy hay hãy cho em một nút follow ha, hoặc là một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo nha nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.